Chụp kia mà đoàn tiệt hai nước nông episode kèm bộ update mấy. Hãy thay nít bố dân nâng tờ mơ chấm nói xâm khăn ra bỏ ASUS ROG Phone 6 Series rộm tiền tù sắp trọc cô Nova 10 Series chấm nón mấy ra bỏ hồ vầy phóng đài. Bần tốt phim miên ca tận tầng rộng trăm chỉ tràn khai một hỏi nút thì bằng phút ASUS ban bỏ cách tranh tù sắp game lùm đập công phụ chấm nón cao ra bỏ kê một chỉ play ca hỏi. Nút cứ ASUS ROG Phone 6 nâng ROG Phone 6 Pro nâng anh. Bộ viên tiền phí nít miên ca design sổ điên khí tràn chắc đánh khó tài style ở cọng tôi TP đã nơi kháng cọi này bằng nọ. Hai bằng này dưới đó là cọng, bộ viết sắp tài bàn bằng bẹo mốc chia Prophet AMOLED đã biến cầm rất bằng hành Full HD Plus nâng là bươn refresh rate lang đoàn 165Hz tài mà đồng. ROG Phone 6 nâng 6 Pro sắp tài bàn bằng bẹo chip compu Snapdragon 8 Plus Gen 1 rồi bỏ Qualcomm đối đối kia. Hai xâm rạp model Pro viên miên chùm rơi RAM lang khu bằng port lo tới 18GB tiết phòng. Camera cọi rồi bảo viên ở tại miền chấm nón bay crop. Còn tại lớp này viên miền lens cool tầm hôm 50MP vinh. Hỏi sản phẩm camera mốc viên miền lens mũi crop tầm hôm 12MP. Tụt sắp game chấm nón thay này nơi tại bản to bằng pe tham một bộ thợ thông một ao. Đại miền tầm hôm 3000mAh chấm nón pixel. Miền này thay sản phẩm tới cứ 3000mAh. Hỏi viên có còn trộn bộ nghe sáng thợ bơm lươn ban 65W mình không pi chấm nón một nốt tê. Khnông tiếp xa ảnh đi, ASUS ban đã lưu ROG Phone 6 chắp bì $900 lãng tử. Hai bởi trang ban model Pro đã mình chìm rơi rèm của một phút đó đập 8G chứ mỗi ông tục $900 nữa. ASUS ban đã lưu tung $1,137. Ok, là nghĩa từ mơ hồ với mình mà đó. Còn mà ngày cần lòng tới nít kế ban bỏ cả trên Nova 10 series mọc chìa play cả. Đói model đã cùi chạp ở trong trình kế cứ Nova 10 Pro nâng tèm đó. Đói viên mình bằng bẹo ekran OLED cao tầm hôm 6.78 inch. Mình cầm rất bằng hành Full HD Plus. Nâng mình là bươn refresh rate 120Hz phong đài. Viên có mình một lên tầm lưu ekran riêng trô với anh nơi kháng chuyên. Đã mình tục sensor camera bị crop. Khi nó mình lên cool tầm hôm thông đo tới 60MP. Khi nạ mỗi crop tiết tầm hôm 8MP chia lên telephoto. Đã ai phong rít bán đo tới 5 đồng tiết phong. Hai nít bên mình chia chấm nói đầy dương nghi nâng khơi nhập nhóm nơi lỡ camera một rồi bỏ tù được sắp nông thề. Chấm này nơi kháng cọi vinh, viên miên camera chấm nôn bay crop, đòi lên cố tầm hôm 50MP, chỉ mùi lên tư liệu ultra wide tầm hôm 8MP, nâng trong cọi chia lên 2MP depth sensor bỏ nọ. Huawei Nova 10 Pro ban bằng bẹo chip lùng đập bằng cua Snapdragon 778G 4G, đối chứ này miên nơi tha viên mình ai control 5G ban nô thề. Tầm tầm khuyên này đã, viết có control cầm lăng xạ thơm mò là bươn lươn đo từ 100W ấy nọ. Đói ai xạ bình châu thơm mò 4500mAh đã bỏ viên mùi bình vinh trong này bình tông 1 tỷ. Nơi lưu tiếp xa protection, Huawei Nova 10 Pro miền đầm lại chạp đàm lăng bì $525. Chúng phương model đã miền RAM 8G nâng ổng tục 128GB. Ok, chẳng thằng ngày nick trong miền bò miền tại bọn năng tế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.